Thưa quý vị, kết luận số 250 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa 11 đề cập về việc tập trung phát triển và xây dựng các chuỗi ngành hàng chủ lực có tiềm năng thế mạnh. Thực hiện kết luận này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lấp Vò đã cụ thể vào các ngành hàng nông sản chủ lực của địa phương, trong số đó là ngành hàng cây khoai môn. Khâu đầu vào của cây khoai môn là đất và giống cây, về cơ bản được chuẩn hóa. Người nông dân được tập huấn kỹ thuật canh tác, hiểu được giá trị của việc được cấp mã vùng trồng, sản xuất giảm chi phí, tăng chất lượng. Hạ tầng cho ngành cây khoai môn cũng được đầu tư hoàn thiện với dự án vùng màu trọng điểm 126 hectare. Là mình tự chủ, mình khép kín để mà cho con xuống giống sớm để mà bán được cái giá cao. Bà con cũng tiếp cận được những cái thông tin, những cái công nghệ, những cái gì mới để mà áp dụng cho cái trong cái sản xuất nông nghiệp. Bà con dần dần cũng như ta thay đổi cái tập quán trong cái sản xuất, chẳng hạn như áp dụng phân hữu cơ. Để làm sao để hàng hóa của mình đó, nó trở thành một hàng sạch, quá sạch để tiếp nhận được thị trường mới. Sau thu hoạch thô, huyện có các thương lái, đối tác thu mua, vận chuyển, phân phối ngày càng chuyên nghiệp, có sự gắn kết chặt chẽ với nông dân, tổ hợp tác, hội quán. Người dân, cơ sở sản xuất, khởi nghiệp trong vùng cũng đã nghiên cứu chế biến các sản phẩm gia tăng giá trị từ khoai môn, có sản phẩm khoai môn đạt chuẩn OCOP. Tuy nhiên, chuỗi giá trị ngành hàng khoai môn vẫn còn đối diện với nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức như quy mô sản xuất, thu mua, chế biến tinh vẫn còn nhỏ lẻ, chưa thật sự có bước đột phá gia tăng giá trị. Cái trở ngại lớn nhất ở đây, 100% cái tiêu thụ khoai môn là người là họ bán thương lái. Rồi sau đó thương lái họ có cái đội ngũ thu hoạch, họ xuống họ thu hoạch. Nhưng mà những doanh nghiệp lớn thì họ lại không có cái đội ngũ thu hoạch. Thành thử là hai bên bàn không có ra tiêu thụ dạng tư. Trong khi là cái chế biến khoai môn là một cái lĩnh vực nó dễ hơn rất là nhiều. Rồi cái chúng ta chưa khai thác được cái lá khoai môn và có chính sách để thu hút người nông dân ở lại để mà cùng nhau khởi nghiệp. Sóc tay vô làm. Chứ mình không thể nào mà đứng nói 40 năm là vẫn vậy. Hàng năm, huyện Lấp Vò có tổng diện tích trồng cây khoai môn là trên 1.300 hectare. Hiện có 108 hectare được chứng nhận việt gáp. Định hướng phát triển chuỗi ngành hàng cây khoai môn trong thời gian tiếp theo, huyện Lấp Vò tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, giảm bớt canh tác nhỏ lẻ, manh mún, kêu gọi đầu tư vào chuỗi cung ứng hàng hóa, tăng cường xúc tiến thương mại. Kêu gọi các cái doanh nghiệp để mà về đầu tư trên cái địa bàn mình để mà thực hiện cái khâu chế biến để làm sao chúng ta bán cái sản phẩm thì nó sẽ được nâng cao hơn trong cái chuỗi giá trị của các ngành hàng của mình. Cái mô hình về cấp cái mã số vùng trồng để tiêu thụ nội địa và cái mã số vùng trồng xuất khẩu, chúng ta sẽ xuất các cái mặt hàng nông sản của mình đi các cái thị trường có tính. Phát triển và xây dựng các chuỗi ngành hàng chủ lực có tiềm năng, thế mạnh theo yêu cầu kết luận 250 đặt ra là một quá trình lâu dài. Tại huyện Lấp Vò, trên cơ sở tiền đề đã có và việc nhận diện được những thuận lợi khó khăn sẽ giúp cho địa phương thực hiện hiệu quả hơn chuỗi giá trị ngành hàng cây khoai môn trong thời gian tới.